Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh miễn phí cùng Mr. Long Linh. Hôm nay chúng ta tiếp tục phần cuối cùng của Unit 16 các bạn. Đó là phần Language Focus 5. Phần này chúng ta sẽ được làm quen, làm việc giải quyết các điểm ngữ pháp rất quan trọng trong tiếng Anh các bạn. Đầu tiên, đương nhiên rồi, chúng ta không thể thiếu được tính từ và trạng từ trong tiếng Anh. Tính từ và trạng từ trong tiếng Anh là gần như các bạn sẽ gặp thường xuyên trong nói, viết, đọc và nghe tiếng Anh, các bạn đều có phải cơ hội tiếp xúc với nó hết. Vậy thì đầu tiên chúng ta sẽ làm quen với những tính từ và trạng từ rất thường xuyên phổ biến gặp. Ví dụ như đây là dangerous là nguy hiểm đúng các bạn. Rồi sau đó là slowly là chậm rãi, skillfully là có kỹ năng điêu luyện, good là tốt, bad là xấu, quickly là nhanh. Người ta cho chúng ta những tính từ và trạng từ đây. Việc còn lại của chúng ta rất đơn giản, xem từ nào thuộc tính từ ta chọn tính từ, từ nào là trạng từ chúng ta chọn trạng từ. Ví dụ ta nhìn đây thấy cái đuôi OUS này là gần như là tính từ các bạn nha. 80-90% là tính từ, cho nên ta chọn đuôi tính từ đúng không nào? Đó, cứ thế là ta làm thôi. Đó là cái đuôi OUS đó các bạn. Còn cái đuôi ly nè là gần như trên 90%. Đuôi ly trên 90% là trạng từ các bạn nha. Rồi, skillfully là trạng từ tiếp. Nếu bỏ âm ly ra đây thì nó thành tính từ đúng không các bạn? Bỏ ly ra đây còn tính từ đúng không nào? Rất dễ đúng không nào? Chỉ việc tính từ rồi thêm cái đuôi ly vào là trạng từ. Rồi, good. Ok rồi, dễ đúng các bạn. Rồi, bad. Ok rồi, hai cái tính từ rất dễ nhận biết đúng không nào? Không có gì phải lăng tăng khó hiểu cả. Rồi, quickly. Rồi, có đuôi ly này các bạn ha. Rồi, chỗ này qua nhanh đúng không các bạn? Trạng từ, chắc chắn rồi. Đó là A. Bây giờ sang phần B này các bạn. Phần B thì nó sẽ khó hơn một xíu thôi. Mình sẽ hướng dẫn các bạn, mình chỉ chỉ các bạn cái mẹo rất quan trọng các bạn sẽ không bao giờ quên được. Đó là khi nào ta chọn tính từ, khi nào ta chọn trạng từ trong một câu. Đây, mình chỉ các bạn nha, chỉ có 5 câu này thôi, nhưng mà nó sẽ giúp cho các bạn có một cái nền kiến thức rất vững này. Đây, đầu tiên chúng ta thấy giữa một tính từ này và một trạng từ đúng không nào? Và đây là chủ ngữ và đây là động từ. À, khi mà chúng ta thấy rằng là phía sau đứng liền sau động từ đấy nè, động từ thường đấy nha các bạn nha. Chứ còn nếu động từ to be thì nó là khác. Đây, động từ thường, đây là động từ ở thì quá khứ của từ gì đó các bạn? À, từ run đúng không nào? Vậy thì khi đứng liền sau động từ thì ta phải chọn trạng từ. Đó, các bạn cứ nhớ cho mình. Sau động từ là trạng từ. Nhớ, nhưng mà phải trừ động từ to be ra các bạn nha. Nếu động từ to be nó lại là tính từ. Ví dụ cũng cái chỗ này, nếu động từ to be nè là he is, đó, đây là động từ to be thì phải là nhanh. Ví dụ thế, anh ta nhanh. À, chỗ này nhanh chứ, ví dụ fast. Đó, các bạn thấy chưa? Fast hay là anh ta chậm, slow. Đó, anh ta chậm hay anh ta nhanh thì lúc này phải là tính từ, bởi vì đây là động từ to be đi liền sau động từ to be này các bạn, nhớ chưa? Đó, nhìn kỹ cho mình nha. Còn nếu nó đi liền với động từ thường, không phải là động từ to be, thì nó phải là trạng từ. Giữa tính từ và trạng từ thì ta phải chọn trạng từ, nhớ chưa các bạn? Đó, anh ta chạy rất nhanh. Đó, anh ta chạy rất nhanh, và từ chạy này đã viết ở dạng quá khứ rồi. Ok các bạn nha, nhớ nha. Còn trừ động từ to be ra. Rồi tiếp tục nè, bà của tôi, bà của tôi đi. Đó, các bạn thấy động từ thường chưa? Walks, walks, đây, đi nha. Đi, vậy thì đây là động từ thường hay động từ to be? Động từ thường. Trong động từ thường thì không cần phải suy nghĩ gì nữa. Slowly, đó, bà của tôi đi một cách chậm rãi. Đó, các bạn thấy chưa? Chứ không thể là tính từ chỗ này được, chỉ trừ trường hợp nó là động từ to be. Đó các bạn nha. Đây, tương tự đây. Đây là một, đến được câu 3 này. Đây là một trường hợp đặc biệt các bạn này. Mình hướng dẫn các bạn này. Đây là một trường hợp đặc biệt này. Đây là cả một cụm từ rất thường xuyên dùng. Đây là câu cảm thán đặc biệt trong tiếng Anh. Người ta gọi là câu cảm thán đặc biệt.
Câu này có nghĩa nếu ta chọn một tính từ, chỗ này chắc chắn là một tính từ cái đã, để mình chỉ các bạn. Nó chắc chắn là một tính từ, không phải là trạng từ các bạn nha. Nó luôn luôn là một tính từ, hãy nhớ kỹ cho mình. Rồi, đâu, cái nào là tính từ? Chắc chắn này rồi đúng không các bạn? Tốt nè, cái này tốt nhưng mà tốt trạng từ. Các bạn để ý này, tốt này. Một đứa bé nó tốt làm sao á, một đứa bé nó ngoan làm sao, chỗ này ngoan cũng được này. Một đứa bé ngoan làm sao á, thì người ta dùng cái cấu trúc một câu cảm thán đặc biệt. Đặc biệt, what a good baby. Đó, còn không á, người ta không thích dùng what á, người ta dùng how. Đó, how này các bạn này, how good. Đó, how good cũng là tính từ. How good a baby, the, hay ở dùng được, the baby is. Lúc này động từ to be ở phía sau này, nhớ nha. Đó, the baby is. Còn how phải là how good liền. Hai câu này về mặt ngữ nghĩa không có gì sai, không có gì khác cả. Hai câu này đều nói là ôi một đứa bé mới ngoan làm sao. Good nha, nhớ chọn từ good nha các bạn nha. Từ good lên đây. Đó, một đứa bé mới ngoan làm sao. Hai câu này đều là câu cảm thán, đều mang nghĩa như nhau, nhưng cách viết khác nhau. How good the baby is, hoặc là what a good baby, đều có nghĩa như nhau. Chỗ này mình giảng hơi lâu một tí, bởi vì một số bạn quên chỗ này, một số bạn lộn chỗ này, thì sau khi gặp trường hợp này thì các bạn sẽ không bao giờ quên nữa. Ok các bạn nhé. Tương tự sau này các bạn nói những câu cảm thán khác cũng vậy. Ví dụ một ngôi nhà mới đẹp làm sao, what a nice house. Đó các bạn thấy chưa, what a nice house. Hay là how nice the house is. Đó các bạn hình dung được chưa? Đó, sau này mình các bạn gặp nhiều thì mình sẽ nói nhiều cho các bạn nha. Ok. Rồi, tiếp tục này các bạn nè. Một đứa bé mới ngoan làm sao? Nó ngủ cả đêm và nó chẳng bao giờ khóc trong ban ngày cả, cả ngày cả. À, đứa bé mới ngoan làm sao? Ban đêm thì nó ngủ ngon, ban ngày thì nó chẳng khóc gì hết. Đó, ok. Dễ đúng các bạn. Rồi, bây giờ chúng ta chuyển sang câu D nè. Leo đá, leo lên núi đá, vách đá là một. Đây, các bạn nhìn đây. Đây là cái gì? Loại từ, từ gì? Danh từ hay tính từ hay động từ hay trạng từ? Đây chắc chắn là danh từ, các bạn để ý cái đuôi ITRY này. Đuôi này là 80% là danh từ nha. Đương nhiên nhiều trường hợp nó là tính từ, nhưng đây là cơ bản là danh từ các bạn nha. Đó, mình chỉ cho các bạn cái cách nhận diện danh từ, tính từ, trạng từ các bạn nha. Đương nhiên thì nó sẽ có những trường hợp ngoại lệ, sau này mình sẽ nói sâu hơn những cái chỗ đó. Nhưng các bạn nhìn vô đây, đây là danh từ. Vậy thì trước danh từ có bao giờ là trạng từ không? Không bao giờ các bạn nhé. Nhớ cho mình, đi liền trước danh từ nó phải là một tính từ cho mình. Tính từ đâu? Đây là trạng từ, đây tính từ, đây, đó các bạn thấy chưa? Đó, dangerous, dangerous. À, việc leo đá, leo núi đá là một hành động nguy hiểm hay là một hoạt động nguy hiểm. Các bạn hình dung chưa? Tính từ nhá, nhớ. Chứ không phải là trạng từ, lưu ý bởi vì nó đứng trước danh từ nè, nhớ các bạn nha. Rồi, đó là câu số 4. Bây giờ chúng ta chuyển sang câu số 5 các bạn. Bạn Lan là một cầu thủ bóng chuyền. Cái gì? Chỗ này tiếp tục là danh từ. Vậy trước danh từ có phải là trạng từ không? Không bao giờ, never. Tính từ cho mình. Bạn Lan là một cầu thủ bóng chuyền rất là có kỹ năng, rất là điêu luyện, rất là giỏi đó các bạn. Đó, như vậy là chúng ta chỉ có 5 câu này thôi mà chúng ta đã có một cái nhìn cơ bản, khái quát, cụ thể hơn một tí về tính từ và trạng từ rồi. Sau này mình sẽ có thêm nhiều cái video chuyên sâu về tính từ và trạng từ, cũng như các cái loại động từ, cũng như là danh từ hay là các cái từ khác cho các bạn. Và nhớ rằng các bạn nhớ cho mình là những cái từ nào mà có đuôi ly phần lớn là trạng từ, các bạn nhớ nha. Và đuôi này này, đuôi OUS này là đuôi tính từ. Và đương nhiên trong thực tế nó còn nhiều cái trường hợp đặc biệt nữa các bạn. Nó còn có những cái trường hợp đặc biệt là có thể nhìn vô dễ lộn lắm các bạn. Có khi nó là tính từ, có khi nó là trạng từ, khi nó là danh từ. Nhớ nha, đây là tính từ này. Đó, đây là trạng từ này. Và các bạn lưu ý nhớ câu cảm thán này. Hai câu cảm thán này các bạn học thuộc cho mình. Học thuộc, hôm sau các bạn không thể lầm, không có lộn nữa các bạn nha. Nhớ hai câu cảm thán đó, sau này các bạn sẽ vận dụng rất là nhiều, cho nhiều những câu cảm thán khác nữa.
Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều đã chú ý lắng nghe theo dõi video này. Hy vọng các bạn thích video này và các bạn nhấn đăng ký kênh, chia sẻ kênh để chúng ta có thêm nhiều niềm vui, thêm nhiều động lực để ra nhiều video hay cho các bạn nhé. Và hẹn các bạn vài phút nữa để chúng ta tiếp tục bài tập số 2 của phần Language Focus 5. Bây giờ cảm ơn các bạn.